Hello. Em kênh làm vườn Quân Bán Củi Vlog xin kính chào các bà con cô bác các anh chị nhé. Hôm nay em hiện tại em xuống đây là em đang đứng ở ngã ba Tân Hoa các bạn. Hôm nay em đang đứng ở ngã ba Tân Hoa nhé. Thì em sẽ bây giờ sẽ xem cái khung giả đó là bao nhiêu giả các bạn. Bây giờ là 6:14 thứ bảy ngày 27/6/2020 dương lịch các bạn. Âm lịch hôm nay là mùng 7/5/2020 âm lịch các bác nhé. Thì em sẽ tí nữa em sẽ quay một vòng xong em báo giá cho các bác sau. Thì ở Tân Hoa thì hiện tại hôm nay cũng ít vải lắm, không bằng khu trên biển được các bác nhé. Thì lý do thứ nhất thì em thông báo cho các bác là trong kênh em có một chút thay đổi. Thì các bác hãy lưu ý là kênh của em thì em là kênh vẫn là kênh Quân Bán Củi Vlog các bác nhé. Thì vì cái vấn đề bảo mật kênh cũng như là các kỹ thuật thì em đã thay đổi tên kênh các bác nhé. Em đã thay đổi tên kênh nhưng mà hình ảnh và kênh của em vẫn là em đặt sang cái tên là kênh Thương Hiệu Lục Ngạn TV các bác nhé. Thì các bác bây giờ hiện tại các bác lên Google search thì các bác tìm ý, thì các bác không thể tìm được thấy ngay được. Bởi Google nó chưa thể hoàn chỉnh hết những cái video sang tên là trên kênh Thương Hiệu Lục Ngạn TV nhé. Thì các bác cứ tìm trên Google, các bác cứ đánh chữ Quân Bán Củi Vlog thì thấy nha các bác nhá. Rồi một vài ngày nữa thì các bác tìm những cái tên thương hiệu, kênh thương hiệu là Lục Ngạn, tên kênh ấy của em là em sẽ chuyển đổi sang kênh là Thương Hiệu Lục Ngạn TV nhá các bác nhá. Còn các bác tìm kênh Thương Hiệu Lục Ngạn TV không thấy thì các bác hãy tìm kênh Quân Bán Củi Vlog nhá. Thì lúc nào nó cập nhật xong thì tìm sẽ đầy đủ hơn nhá các bác nhá. Thì vì cái này là không có cái gì cả, vì cái lý do bảo mật kênh các bác nhá, chống tình trạng là bị hack kênh các bác ạ, chứ không có cái gì phải quan trọng lắm đâu. Thì em muốn làm bảo mật cho chắc chắn hơn thì em đã đổi tên và chỉnh sửa trong Google và trong tài khoản hết toàn bộ. Mong các bác thông cảm và hãy theo dõi cũng như là yêu quý kênh của em nhé. Rồi em sẽ không nói xa nữa, thì em sẽ một đi quay một vòng xong thì em sẽ đi báo giá cho các bác luôn. Hiện tại giờ nó hơn 6 giờ này, ở ngã ba Tân Hoa các bạn. Các bạn nhé, cái trong này là em quay vào cái bên trong của ngã ba Tân Hoa này. Đường đi lên đường vào đường Khuôn Giạc đấy nhá các bạn nhé. Cái ngách đi lên đường Khuôn Giạc này các bạn ạ. Sao xịt đi cho đỡ mốc hả? Cái vườn. Cái này mình xịt từ hôm trước đi. Đấy. Biết rồi nhưng mà gì nó bán á, bán nó được giá hơn, trông nó tươi hơn. Để lắm đó. Cái này giá 40 cho bán này các bạn này, anh nhà này.
Đây đang khai khu ngã ba Tân Hoa nhá, bên trong ngã ba Tân Hoa một chút các bạn. Ngoài kia là ngã ba, cách đây khoảng độ tầm 50 mét đấy các bạn nhá. Khu này bây giờ phải đang đổ ra ngoài đường nhiều các bạn. Xe đang chở và cũng như đang đổ ra bây giờ nhiều. Chào các bác nha, giờ đã đến cái thời điểm em sẽ chuẩn bị đi báo giá cũng như là để cho các bác tham khảo vải Tân Hoa là hôm nay là khá nhiều nha các bác nhá. Với cái tốc độ của điểm cân và xe như này thì em nghĩ chắc là Tân Hoa không bán được hết vải các bạn. Rồi sẽ chắc cái tốc độ này thì chắc dân buôn thì kiểu gì các ông chủ buôn thì ép giá rồi. Rồi bắt đầu em sẽ đi báo giá cho bác nhá. Không em không kéo dài thời gian nữa nhá. Rồi em sẽ quay cho các bác là cái điểm cân của cái xe cóc và cân nhiều nhất đây là em sẽ cân cho các anh chị và cũng cô bác sẽ xem là cân được giá cao bao nhiêu và cũng như là các anh đi bán hàng sẽ bán được bao nhiêu nhá các bác nhá. Cùng các bác lắng nghe cũng như theo dõi kênh nhá. Hả? 18 à? Cái này cũng đẹp nhỉ? Không được 20 à? Đấy, con cầm có vé giá không? Có vé giá không? Có vé giá. Báo cáo tham khảo cho anh em cho nó biết giá đi bán đỡ ấy. Xong nào? À, xóm nào? Anh trong Bạch Phú à? Bạch Phú năm nay nhiều vải đấy không? Không mua đâu. Mua luôn à? Đây là cái phiếu cân vải là Huy Ngọc nhé. Huy Ngọc là cái xe tăng bo này. Cảm ơn chú nhá. Đó, cây xăng Tân Hoa nhé. Sắt cây xăng Tân Hoa này. Giá 17 đây. Đây là mẫu mã sản phẩm của Tân Hoa nha các bạn nhá. Lá 17 đây. Chào các bạn nhé. Thì em sẽ đi vào xem cái sổ sách thì cũng như mẫu mã thì chắc các bác nhìn thì cũng nhìn qua là cũng biết rồi. Em vào sổ sách xem cho bạn xem điểm cân của bà chủ xem cân được giá bao nhiêu nha các bạn nhé. Cao nhất là bao nhiêu? 70 này. 80. Đấy này 3 triệu chưa? Cao nhất là 22 à? Rồi các bạn nhé, cái điểm cân này là cao nhất là 22, thấp nhất là 17 nha các bạn nhé. Thì các bác bán này lưu ý nhé, điểm cân của cái xe cóc tăng bo này hôm nào cũng cân đây này. Cây xăng Tân Hoa này, các bác bán ở Tân, các bác Tân Hoa trong Vạch Phú, Vạch trong, Vạch ngoài này các bác biết này. Cân hàng chung là cao nhất là 22 nhé. Các bác hãy theo dõi kênh nhé. Đấy cái mặt mò đây làm gì? Tân Hoa hôm nay nhiều vải các bạn.
bay mình. Đây, nước không đi. Tao mà đâu biết. Bánh bao nhiêu? Thế nào xem cái ui lấy lắm bé đấy. Bé thôi. Bạn dùng à? 25k. Đâu đi. Cái gì à? 25k là có là. Tân Hoa này rất nhiều vải các bạn, giá rẻ lắm. Cân Hòa Hà nhé, đối diện ngã ba Tân Hoa nhé. Rồi cảm ơn chú nhé. 24 này, đây là mẫu mã sản phẩm nhé các bạn nhé. Tân Hoa hôm nay nhiều vải các bạn, điểm cân ít. Giá 24 cái là cũng sạch phết, ít chấm. 24 đô nhỉ. Lòng đẹp đấy nhỉ. 115 cộng 195. Đây là 15.95. 26 rồi à? Cộng 92. 92. 92. Giá 26 rồi các bạn. Đẹp như gái chưa chồng luôn mà mới được 26 rồi. Chịu. Cân cân đến 30 à? Kịch giá là 26. Cân đến 30 để chủ nó chết nó bán đất nó chết. Cái điểm cân của Hòa này thì là cao nhất là 26 các bạn. Cân của Mao Trạch Đông nhé các bạn nhé. Cân của hàng Trung Quốc 26. Hòa Hà nhé các bạn nhé. Hòa Hà nha các bạn nha. À, giá 27 này. Trung đồng lãi này. Trả hết gì đó. Giá 27 này. Nhất sổ luôn nhé. Cân kia là 26 này. Cái giá của 27. 27 này cái này nó to các bạn. Quả to. Rồi các bác nhé, thì điểm xe cấp và cái điểm cân của Hà Hòa thứ hai kia thì cao nhất là 27 các bạn. Lúc nãy là xem trong sổ là cao nhất là 26 nhưng mà vẫn mua đến 27. Chắc dao động là tầm 27-28 bên tài các bạn, hàng đẹp. Thì Tân Hoa thì hôm nay hiện tại cân thì không thể cao bằng trên biển được nhé. Thì theo những cái vải như này thì em nghĩ là chắc không cần cao rồi. Em sẽ đưa các bác đến điểm thứ ba là điểm shop thứ ba nhé. Ngay bên tay phải em này nhé. Đây là điểm thứ ba nhé, em sẽ cho các bác vào trong cái cùng theo dõi và cùng để xem giá như nào nha các bác nhé. Mời các bác theo dõi nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lên hình không? Không, không thì... sợ lắm. Ai sợ lên hình nhỉ? Sợ công an bắt à? Được lên YouTube luôn. Cứ vào đây cái bà vừa nhặt một cái đẹp này. Thế rồi quay cái bà trên biển đây, tân vợ đẹp quá là cháy cái máy rồi. Ôi ông này đi live stream phải mua đi phải xịn xịn đi là đoạn này không em đâu. Phải mua máy này mới chiến đấu ơi. Thế chị quay cái này phải 4 mấy kìa cơ, quay cái này phải 2 mấy thì quay làm gì? 2 mấy? Con vườn này cái gì? Bán 2 mấy? 24 này. Đây là giá 24 này các bạn ạ. Đây là cái giá cả, là cái giá cả chung rồi đấy. Giá chung rồi. Giá chung rồi đấy. Quay cái mặt thằng này một cái. Đó đấy. Cho lên tên gì? Giá 24 nha các bạn nhé. Đây mẫu ba sản phẩm này 25 không phải 24. 25 hay 24 chênh nhau 1.000 bao nhiêu. Rồi mong các bác thông cảm nhá. Thì điểm cân này người ta không cho xem giá thì các bác thông cảm nhá. Thế nhưng mà em nhìn thì là cao nhất là 25 các bạn. Thì mong các bác thông cảm nhá. Những điểm cân người ta không cho xem thì các bác phải thông cảm cho em nhá. Em sẽ xem một cái soạt này là bao nhiêu. Sẽ mời các bác vào cái điểm cân shop thứ 3 nha các bạn nhé. Điểm cân thứ 2 thì người ta không cho xem giá nha các bạn nhé. Xem điểm cân của Ma Trạch Đông này, xem Vũ Hán này nó cân được cao. Hai bảy. Anh còn cầm vé giá. Điểm cân của Thanh Tuyết này giá 27 nha các bác này. Rồi cảm ơn nhé. Này bán ba mấy. Lắng rồi. Đây cân rẻ nhỉ? Hai hôm nay rẻ. Giá 27 nha các bác nhé. 27 này ở Tân Hoa này. Điểm cân này là của Trung Quốc nhé. Đây, chủ Trung Quốc này. Ờ, chủ Trung Quốc đây nhá. Rồi em sẽ đưa các bác vào bàn sổ sách cho xem hôm nay anh Mao Trần Đông này cân được cái giá bao nhiêu nhá. Đấy cân rẻ nó qua nhỉ. Hôm qua anh em cân không? Rồi các bạn nhé, cái điểm cân này là của Trung Quốc này là cao nhất là 27 các bạn. Hôm nay Tân Hoa cân rất rẻ các bạn nhé, cao nhất là 27, thấp nhất là 23 các bạn nhé. Các bạn hôm nay Tân Hoa bán không được giá nhá. Tân Hoa hôm nay vỡ trận rồi. Cân rẻ lắm. Đẹp chỉ đến 27 thôi. Đến 28 là cao nhất. Là chưa, em chưa tìm thấy giá 28. Nhưng mà khả năng là người ta sẽ cân với cái mức độ là hàng cắt mặt. Người ta cân đến tầm đấy thôi. Không thể đến được. Vậy bà con cô bác bán đang quanh qua ở cái khu Tân Hoa là đi lại không thể bán được. Cao nhất là 27 nhá. Bác xin chào các bác các anh em nhé. Thì hiện tại bây giờ đó là khung giờ, xem lại là cái khung giờ bây là trưa rồi, nó là tầm mấy giờ đấy, bây là 7 giờ 40 phút này các bác ạ.
Hiện tại ở Tân Hoa hôm nay bán nó không được giá các bạn ạ. Tân Hoa hôm nay bán không có giá. Giá thấp lắm. Cao nhất là vải có vải ngọt, vải muộn đấy nhá, mới được 27 28 thôi. Thì em xin phép em nhắc lại kênh của em thì em đã thay đổi tên kênh nhá. Kênh của em thì các bác bây giờ vào Google bác tìm sẽ không thấy được tên kênh của em. Thì các bác cứ tìm là tên kênh của em là Quân Bắn Củi Vlog thì các bác sẽ thấy nhá. Bởi vì đằng Google nó chưa kịp cập nhật hết, vì hôm qua bắt đầu em mới thay tên kênh là kênh thương hiệu Lục Ngạn TV nhá. Thì cái kênh tên thương hiệu Lục Ngạn TV này thì nó có cập nhật chắc phải tầm một tuần nữa các bạn. Một tuần nữa thì các bác tìm cái tên này của em thì trên Google hay tìm tất cả trên những cái vấn đề tìm kiếm hình thức khác thì sẽ thấy thôi nhá. Thì về cái lý do em thay tên kênh ấy thì cũng như là cái lý do bảo mật thôi á, bảo mật kênh thôi. Chống tình trạng người ta bẻ kênh cũng là phá hủy kênh của em ấy thì em phải xác minh cũng như làm lại lần hai này để chắc chắn cái kênh của em nó được đảm bảo hơn. Thì mong các bác các quý cô anh chị là theo dõi kênh thì hãy thông cảm và giúp đỡ kênh và chia sẻ kênh để có nhiều cái động lực em tiếp làm tiếp những cái video hàng ngày cho các bác. Xong cái vải xong thì em sẽ hướng dẫn các bác là làm kỹ thuật làm vườn nhé. Thì các bác xem video mà nếu thấy hay thì các bác hãy nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ giúp kênh nhé, để kênh có nhiều cái động lực làm nhiều video mới. Em sẽ xin phép dừng video tại đây nhé. Xin thân ái chào tạm biệt các bác nhé.